Hello, xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2023 thì cả chúng em xin tiếp tục giới thiệu cho bạn lên sóng cho các bác một lô máy cưa xích các bác nhé. Một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi nội địa. Hôm nay thì chúng em lại có về hàng những dòng sản phẩm như những dòng máy cưa Estin này. Estin 170 017 các bác nhá. Máy móc cực kỳ đẹp. Đó, và hôm nay thì cửa hàng chúng em là đã có chia thành hai phần. Hàng bên trên là những dòng sản phẩm nhỏ nhẹ để phục vụ sử dụng gia đình các bác nhá. Đó, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ lại. Đó, mà giá cả thì tầm khoảng trên dưới 2 triệu thôi. Còn hàng bên dưới là những dòng sản phẩm cao cấp, những dòng sản phẩm cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30 35 đến khoảng 40 phân đổ lại các bác nhá. Đó, và những dòng sản phẩm này thì nó có rơi vào tầm khoảng hơn 2 triệu đến khoảng hơn 3 triệu các bác nhá. Đó, có chia thành hai hàng hết rồi. Nên là các bác xem video, các bác cảm thấy ưng ý con nào thì có thể đặt hàng các bác nhá. Các bác nào mà sử dụng nhiều hoặc là thích những dòng sản phẩm mà hàng chất lượng, hàng tuyển chọn thì các bác lựa những sản phẩm ở bên dưới giúp cửa hàng chúng em. Còn các bác nào mà nhu cầu sử dụng ít hoặc là về cắt gỗ, cắt cành, tỉa cành đồ linh tinh thôi, hoặc là lâu lâu mới sử dụng mà cắt củi nấu rượu này, hoặc là dọn vườn dọn rẫy, hoặc là đi cắt cành cà, cành đồ linh tinh ấy mà muốn máy móc nhỏ nhẹ thì các bác lựa cho em những dòng sản phẩm ở bên trên các bác nhá. Hôm nay thì chúng em là có đánh dấu ký tự là lô chữ V các bác nhá. Lô chữ V ạ, từ V1 cho tới V10. Hôm nay tổng cộng gồm có 10 con. Và giá thì cửa hàng chúng em đã đánh dấu hết giá ở trên này rồi này các bác. Đó, giá trên từng con một rồi các bác nhá. Đấy, con nào thì cửa hàng chúng em đã cũng báo giá rồi. Và giá ở trên này là đã bao gồm phí vận chuyển hết cho các bác rồi nhá. Đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện. Bộ phụ kiện bên em là gồm tặng cho các bác là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít trình. Đấy. Vâng, và để đỡ làm mất thời gian của các bác thì cửa hàng chúng em thì quay nhanh qua lô sản phẩm ngày hôm nay là gồm có những dòng sản phẩm máy như thế nào các bác nhá. Đây, một con máy cưa Estin 017 giá 3.150.000 đã bao gồm phí vận chuyển. Đó, một con máy cưa Maruyama MC325. Con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực này, nòng đứng. Hàng bên dưới là toàn là những sản phẩm máy nòng đứng các bác nhá. Giá con này là 2.500.000. Đó. Một con máy cưa Shidawa 352. Máy móc cực kỳ đẹp và xuất sắc luôn các bác nhá. Tình trạng như sưu tầm. Con này thì giá 2.600.000. Một con máy cưa Echo Kyurit 3700. Công suất 37cc. Con này thì có tích hợp xả áp ở bên này các bác nhá. Xả áp ở bên phần thân máy. Con này thì giá nó là 3 triệu. Theo máy là xích là xài xích lớn luôn các bác nhá. Xích lớn lam là lam tản nhiệt luôn ạ. Đó, lam tản nhiệt xích lớn, xích là cửa hàng chúng em đã lên cho các bác một sợi xích mới rồi. Một con máy cưa Ryobi nòng 40mm. Con này là máy lớn luôn các bác nhá. Về đủ để khai thác tầm trung luôn đấy ạ. Có tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác. Đó, núm bơm xăng phụ đầy đủ này, e gió tự động. Đây là gió tự động này. Con này thì giá nó là 3.100.000. Máy móc tình trạng đẹp. Theo cửa hàng chúng em đánh giá thì con này nó rơi vào tầm khoảng 90% được các bác nhá. Về tình trạng của cây máy, cực chất lượng luôn các bác. Và hàng bên trên là gồm có như máy cưa Tananka này ạ. Tananka giá 1.950.000. Tình trạng cũng cực kỳ đẹp đúng không ạ. Đấy. Một con máy cưa Makita. Con này cưa tay dài, có tích hợp chụp giật trợ lực. Đấy, giá 2.200.000. Một con máy cưa Echo Kyurit. Con này thì 3.333cc. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ. Theo máy là lam Latin các bác nhá. Con này giá 2.100.000. Một con máy cưa Maruyama MC30A. Vòng tua cực kỳ khỏe các bác nhá. Máy móc nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Cân nặng thì cực kỳ nhẹ nhàng với con này luôn. Giá 1.900.000. Và cuối cùng thì cửa hàng chúng em đang có một con máy cưa tay cụt Echo Kyurit Grand GC301 các bác nhá. Con này thì giá 2 triệu đồng. Tình trạng máy móc đẹp cực kỳ xuất sắc luôn. Con này khá là chất lượng, M10 các bác nhá. Tem mác hầu như là còn đầy đủ nguyên. Đó, lô ngày hôm nay thì chúng em là gồm có những sản phẩm như thế này. Thì các bác nào mà ưng ý con nào muốn đặt hàng thì nhấc máy ngay và liên hệ qua số điện thoại. Số điện thoại thì cửa hàng chúng em đã để trên màn hình rồi các bác nhá. Các bác đọc giúp cho cửa hàng chúng em cái mã mà cửa hàng chúng em đánh dấu trên từng con đấy ạ. Đó, các bác ưng ý con nào, các bác vui lòng xem kỹ, xem đi xem lại. Ưng ý sản phẩm nào, đặt hàng thì đọc cho em cái mã mà cửa hàng chúng em ghi ở trên máy các bác nhé.
là cửa hàng chúng em biết ngay các bác muốn đặt con gì để chúng em gửi đi cho nó đúng hàng, đúng máy các bác lựa chọn. Rồi cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống để test nổ cũng như là để giới thiệu cho các bác từng con một cho các bác tiện xem nổ tiếng máy ưng ý rồi các bác đặt hàng các bác nhé. Dạ vâng, và cây máy đầu tiên là một con máy cưa V1 các bác nhá. Một con máy cưa dòng Estin 017. Con này là dòng mang thương hiệu của Đức các bác nha. Máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Đây, quay từ chi tiết cho các bác xem. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 19 các bác nhá. Con này là nòng của nó là 37 ly các bác nha. 37 ly, xích là xài xích hợp kim luôn ạ. Đó, xích là xài xích hợp kim luôn các bác nhá. Xích 91 hợp kim. Lam xích là nguyên zin nguyên bản theo máy của nó. Làm con này mặt cắt là được 35 phân các bác nhá. 35 phân mặt cắt. Đây, riêng cái sợi xích này của nó này. Theo máy là một sợi xích hợp kim, các bác nhìn cái đầu sợi xích của nó cho em nhìn nào. Cực kỳ sắc luôn các bác nhá. Cái này là nguyên zin theo máy mới có rồi nha, chứ còn trên thị trường bây giờ là không có bán loại xích như thế này đâu. Nhưng mà đến nữa mà cái sợi xích này mà có hỏng ấy, sợi xích này mà có hỏng ấy thì các bác quay trở lại với xài xích thường thì vẫn ok luôn các bác nhá. Các bác mua cái xích của máy cưa điện thì ráp vào là vừa luôn các bác nha. Đó, xích của máy cưa điện, làm xích của máy cưa điện thì vừa luôn. Đó. Còn theo máy của nó là sợi xích này là xài xích nó là xích cực kỳ chất lượng luôn các bác nha. Xích này là xích xích hợp kim của nó. Cắt thì cực kỳ sắc luôn. Cái mũi cắt này của nó này rất là bén. Chỉ có bên Nhật thì người ta mới có cái sợi xích như thế này để người ta bán thôi. Còn về Việt Nam thì không có cái xích này đâu ạ. À, theo máy của nó rất ít khi nó có những sản phẩm như thế này. Về các bác sử dụng hỏng thì các bác mua cái sợi xích cửa điện này về các bác ráp thì vừa luôn với cây lam này luôn các bác nhá. Lam với máy. Giá con này là cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3.100.000. Nhỏ nhẹ để phục vụ về cho các bác sử dụng gia đình. Thắng xích thì sử dụng ngon lành. Đó, thắng xích sử dụng ngon lành. Con này thì tình trạng khá là đẹp. Khá là đẹp, đúng không ạ? Bên này là phần đổ xăng pha nhớt. Còn cái này là để nhớt để bôi trơn lam xích các bác nhá. Cái bình đằng trước. Dạ vâng, tiếp đến là con V2, một con máy cưa Maruyama. Con này thì công suất của nó là 30 công suất của nó là con này là 32cc các bác nhá. 32cc, nòng của nó là 38 ly. 38 ly ạ, nòng là nòng đứng các bác nhá. Nòng là nòng đứng. Ốp lam, ốp giật là ốp giật, chụp giật trợ lực. Đó, chụp giật trợ lực. Con này tình trạng cũng cực kỳ đẹp và chất lượng luôn. Bô là tình trạng bô, con này là xài bô giảm thanh các bác nhá. Bô giảm âm. Khi mà tí nữa cả chúng em sẽ giật test nổ cho các bác qua nghe. Khi mà các bác để tiếng gang ti thì hầu như là không nghe tiếng máy đâu. Đó. Tiếng bô của nó cực kỳ chất lượng luôn. Làm con này mặt cắt là vẫn là 35 phân các bác nhá. 35 phân ạ. Thắng xích đầy đủ nguyên, e gió tự động này. E gió tự động. Núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Con này là phần đây, công tác của nó đây. Gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Được không? Xin lỗi các quý vị, cái vừa nãy em đang quay thì lại đang có khách ở bên ngoài mất. Lại phải đi ra tiếp khách bên ngoài thì bây giờ mới xong được. Vâng, mà quay lại chủ đề chính thì giới thiệu cho các bác tiếp là con V2. Đó, con này là phần nhớt thải để bôi trơn lam xích nha. Cái nắp trắng này là nhớt thải để bôi trơn lam xích. Còn cái này là phần đổ xăng pha nhớt các bác nhá. Sản phẩm máy cưa là những sản phẩm mà sử dụng xăng pha nhớt là chủ yếu các bác nhá. Không có những sản phẩm mà xài xăng riêng đâu ạ. Nên là các bác đặt hàng thì các bác vui lòng xem kỹ. Đó, dòng sản phẩm 2 thì là phải xài xăng pha nhớt các bác nhá. Con này thì tích hợp một ốc lam, vặn trực tiếp bằng ốc lớn, vặn trực tiếp bằng khóa 13. Đó. Nhỏ nhẹ. Máy móc thì cực kỳ đẹp và xuất sắc.
tiếng máy nổ, tiếng động cơ của nó thì nổ thì cực kỳ êm luôn các bác nhá. Nghe tiếng nổ gang ti của nó này các bác, chạy rất là êm luôn ạ. Phần bô của nó giúp phần bô giảm âm nên là nổ của nó thì cực kỳ êm. Đó, máy chạy khi mà chạy gang ti không thì nó cực kỳ êm luôn các bác nhá. Và con này thì được tích hợp chụp giật trợ lực. Giá con này là cả chúng em đang bán với giá là 2.500.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhá. Dạ vâng. Và tiếp đến là một con máy cưa Shinagawa 352. Shinagawa 352. Con này thì dòng máy cưa thương hiệu Shinagawa rồi. Nòng vẫn là nòng đứng 35cc các bác nhá. Thương hiệu Shinagawa, máy móc thì cực kỳ đẹp và chất lượng rồi. Đó. Đời này đời tay cầm là tay cầm nhựa các bác nhá, tay cầm nhựa. Đó. Lốc vẫn là lốc nhôm. Cái phần mặt tiền này thì nó hơi bị chóc sơn một tí xíu nhưng mà lốc thì vẫn còn đẹp nguyên các bác nhá. Đó, lốc là vẫn còn đẹp nguyên về chất lượng này. Nó chỉ bị chầy sơn thôi nhưng mà tại cái phần kim loại này nó được sơn bằng nước sơn đỏ. Khi mà một thời chủ người ta sử dụng thì nước sơn này sẽ bị bong ra các bác nhá. Đó, tổng thể máy thì vẫn còn đẹp nguyên. Lốc thì không đảm bảo chất lượng các bác nhá. Đó. Con này tình trạng theo đánh giá là cũng cực kỳ ok rồi. Ốp lam 2 ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13 này. Vâng, riêng phần này thì lam con này là cực kỳ dài luôn các bác nhá. Lam con này là cực kỳ dài luôn, lam mặt cắt là được 40 phân. Xích là xài xích chung 91. Phần xích khá là to bản. Đó, phần xích còn khá là to bản các bác nhá. Con này thì về tình trạng kéo khoảng tầm là gỗ được cắt đường kính khoảng tầm 35 đến 40 phân đổ về cho dòng sản phẩm máy cưa này. Tiếng máy nổ thì cực kỳ thoáng đúng không các bác? Phần này là phần nhớt để bôi trơn. À đây, phần nhớt để bôi trơn lam xích là phần bên trên các bác nhá. Còn phần bên dưới là nhớt để xăng pha nhớt. Đó, công tác ở đây. Gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Đây là cái e để đóng các bác nhá. E để đóng khi mà giúp cho dễ lên xăng. Đó, các bác nào ưng ý con này thì đọc cho em cái mã là V3 các bác nhá. V3 giá 2.600.000. Giá đã bao phí vận chuyển cho các bác rồi. Vâng, còn các bác nào mà thích hàng cao cấp hơn, công suất lớn, nòng 40 ly, công suất 37.7cc, công suất của nó là gần 38cc các bác nha. Có tích hợp xả áp ở đây cho các bác này. Xả áp giúp giật cây máy cực kỳ nhẹ nhàng. Thương hiệu Echo, Kyurit, đó, Made in Japan, hàng của Nhật nội địa, nguyên zin nguyên bản giá TZ các bác nhá. Hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Con này là lam tản nhiệt luôn các bác nha. Lam là lam tản nhiệt luôn này. Lam chuẩn zin Kyurit. Mặt cắt của con này là được 40 phân các bác nhá. 40 phân, hơn 40 phân này ạ. 42 phân. Xích là xài xích 325. Xích là gọi như là xích lớn rồi đấy ạ. Và cửa hàng chúng em là con này là cửa hàng chúng em đã lên cho các bác luôn một sợi xích mới hoàn toàn miễn phí rồi các bác nhá. Và giá con này là cửa hàng chúng em đang bán với giá là 3 triệu đồng. Lốc là lốc nhôm, nòng là nòng đứng, lốc nhôm luôn các bác nhá. Không phải lốc nhựa đâu ạ. Nòng là nòng đứng. Đó. E gió tự động. Đây. E này, không biết các bác nhìn rõ không ạ? E này. Kéo ra, bóp ga tự nảy về. Công tác ở đây. Công suất là cực kỳ khá là lớn. Con này thì cắt gỗ đường kính khoảng tầm 40 phân là quá là ok rồi. Cái hơi thì cực kỳ nặng đúng không ạ? Đây, em giật cho. Cực kỳ nặng và chắc nịch luôn các bác nhá.
rất là nhạy nổ, giật nhẹ cái là nó nổ rồi. Thương hiệu Echocurit 3700, công suất 37,7cc, công suất của nó là gần 38cc rồi. Giá 3 triệu đồng cho một con máy cưa siêu VIP và chất lượng các bác nhá. Công suất lớn để cho các bác khai thác tầm trung. Vâng, và một con máy cưa thương hiệu cao cấp nữa đây. Một con máy cưa Ryobi của dòng Nhật nội địa các bác nhá. Con này thì tích hợp chụp giật trợ lực cho các bác này. Máy vẫn là máy lớn, công suất của nó vẫn là 37cc, nòng 40 ly. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 3.100.000. Hai ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13 các bác nhá. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Con này thì nó là giảm nhún trợ lực, là giảm nhún lò xo các bác nhá. Giảm nhún lò xo, không phải là dòng nhún đấy, nhún cao su. Nhún cao su thì nó sẽ có phần chắc hơn, còn nhún lò xo này thì cực kỳ êm ái luôn các bác nhá. Bô là bô giảm âm. Bô theo máy con này là bô giảm âm, và con này thì tình trạng như sưu tầm, đẹp trên 90% các bác ạ. Đó, tem mác thì hầu như là còn chuẩn chỉ nguyên từ A tới Z. Căn gỗ đường kính cũng khoảng tầm 35 đến 40 phân đổ lại. Và con này thì được tích hợp chủ giật trợ lực, thì các bác về giật thì cực kỳ nhẹ nhàng và nhạy nổ luôn các bác nhá. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác luôn từ A tới Z. Núm bơm xăng phụ, e gió vẫn là e gió tự động. Bóp kéo ra, bóp về tự nảy về. Và con này thì có phần công tác ở đây, gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Đây là phần nhớt để bôi trơn lam xích, và đây để xăng pha nhớt các bác nhá. Xăng pha nhớt, thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên. Đó, thắng xích thì vẫn là sử dụng đầy đủ các bác nhá. Về cực kỳ êm ái, chức năng thì còn nguyên zin từ A tới Z. Lam con này mặt cắt là được 40 phân cho các bác. 40 phân, xích là xài xích chung 91, xích dùng chung với dòng sản phẩm máy cưa điện. Nổ khá là êm đúng không ạ? Con V5 giá 3.100.000 cho các bác nào mà ưng ý muốn đặt hàng con này các bác nhé. Giá đã bao gồm phí vận chuyển cho các bác, máy móc tình trạng nguyên zin nguyên bản từ A tới Z. Các bác nào mà tìm kiếm thấy linh kiện nào mà đã thay thế thì cả chúng em xin phép đền 10 lần tiền. Đó. Con này thì đảm bảo cho các bác là chưa bung chạm máy luôn. Hàng chuẩn chất lượng các bác nhá. Máy con này thì cực kỳ đẹp. Tem mác thì còn chuẩn chỉ trên 90% nữa rồi. Vâng, và bây giờ thì qua những dòng sản phẩm mẫu máy cưa gia đình nhỏ nhẹ, cân nặng tầm khoảng 4kg thôi, để về cho các bác cắt tỉa cành hoặc dọn vườn, hoặc là cầm đi làm rẫy đồ linh tinh, về lâu lâu sử dụng cắt củi nấu rượu, hoặc là về cắt cành linh tinh thôi. Đó, ít xài thì các bác kinh phí thấp mà cần tìm một chiếc máy cưa dòng sản phẩm 2 thì các bác tham khảo từ cây V6 cho tới cây V10 các bác nhé. Đầu tiên là con máy cưa V6 giá 1.950.000, thương hiệu Tananka, công suất 33cc. Con này thì có núm bơm xăng phụ này ở phần trên này. Máy móc tình trạng con này thì theo cửa hàng chúng em đánh giá thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 90% nữa. Bô đấy ạ, cho các bác nhìn qua phần bô này. Đó, các bác nhìn qua bô có sáng keng sà beng đúng không ạ? Đấy, tem mác thì hầu như là còn nguyên vẹn đúng không ạ? Xích là con này xài xích mini các bác nhá. Xài xích mini nhỏ nhẹ để các bác sử dụng. Và sợi xích này thì trên thị trường bán rất là nhiều các bác nhá. Hỏng là bán rất là nhiều, các bác không phải lăn tăn hỏng là không có để thay đâu ạ. Là mặt cắt là được 35 phân. Đây, các bác nhìn qua phần ốc của nó này. Các bác nhìn qua mấy con ốc này. Các bác nhìn xem ạ. Hầu như là chưa có phần han gì các bác nhá. Ốc lam thì còn trắng phau luôn. Đấy. Con này thì khá là đẹp. Em nghĩ là bỏ cái thùng vào nữa thì thành cái máy mới được rồi đấy ạ. Mà giá này cực kỳ hữu nghị, chỉ 1.950.000, đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhá.
Dạ vâng, các bác nào mà kinh phí cao hơn một tí xíu thì các bác muốn sử dụng sản phẩm mà có tích hợp chụp giật trợ lực thì hôm nay chúng em đã có luôn các bác nhá, một con máy cưa Makita, cũng là thương hiệu của Nhật. Thương hiệu của Makita này thì em nghĩ là không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? ME333, công suất vẫn là 33cc. Đó. Và điều đặc biệt là con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực. Túi bơm xăng phụ cũng có luôn các bác nhá. Xích là xài xích chung 91, sử dụng chung với dòng sản phẩm máy cưa điện. Đó. Cưa xích của máy này thì vừa luôn với lam xích của máy cưa điện các bác nhá. Và con này thì giá là nó là V7 2.200.000, thương hiệu Makita, một ốc lam bạn trực tiếp bằng khóa 13. Đó, lam con này mặt cắt là 35cc, lam xích là nguyên zin nguyên bản theo máy của nó. Về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20 đến 25 phân đổ về. Thắng xích thì sử dụng vẫn là đầy đủ các bác nha. Đầy đủ này. Công tác thì ở đây ạ. Gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Đó. Makita. Có lẽ là thương hiệu này thì ở các bác thì ở mọi miền Tổ quốc Việt Nam thì có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi, thương hiệu quốc dân. Từ những sản phẩm máy sản phẩm đồ điện, đồ gia dụng thì thương hiệu Makita này thì quá là thông dụng luôn rồi. Dạ vâng, tiếp đến là một con máy cưa Echo Curit tiếp. Con này thì điều đặc biệt là con này theo máy là một cây lam Latin các bác nhá. Cực kỳ đẹp và chất lượng luôn, đầu lam Latin là hầu như là còn nguyên vẹn luôn các bác nhá. Nguyên vẹn này và cực kỳ dày dặn. Lam là lam mũi nhọn, rất là cho các bác phù hợp về cắt điêu khắc đấy ạ. Các bác nào mà hay điêu khắc thì sử dụng những đầu lam mũi nhọn thì luồn lách thì cực kỳ dễ. 33cc vẫn là 33cc. Và con này thì tích hợp là hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này mặt cắt là được lam con này gần 40 phân. 37 phân các bác nhá. 37 phân mặt cắt cho con máy cưa Echo Curit này. Có tích hợp núm mâm xăng phụ cũng là đầy đủ. Thắng xích thì vẫn là sử dụng đầy đủ nguyên. Lô ngày hôm nay thì toàn những dòng sản phẩm sưu tầm cực kỳ đẹp thôi. Con nào cũng cực kỳ đẹp và chất lượng, 10 con đẹp như cả 10 các bác nhá. Máy móc thì đẹp như hoa hậu luôn. Đó. Bên này là phần nhớt để bôi trên lam xích này. Đây là phần xăng pha nhớt. Các bác nhìn nhẹ, như các bác cứ nhìn cái biểu tượng này, nó có ký hiệu ở trên từng máy ấy. Hầu như là có các bác nhá. Đây là cái hình bình xăng này. Nó in cái hình bình xăng này là chỗ này để xăng pha nhớt. Còn nó có nhìn hình cây lam mà nhớt đổ nhớt ấy, là cái này là để bôi trơn lam xích này, nó có biểu tượng ký hiệu hết. Đó, máy nào cũng có nên là các bác để ý các bác nhá, để tránh nhầm lẫn mà các bác bình thì đổ xăng, bình lại nhầm qua đổ nhớt, mà bình đổ nhớt lại nhầm qua đổ xăng. Để trục chặt cái máy đi, núm mâm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 2.100.000. Dạ vâng, con máy rẻ nhất trong lô máy ngày hôm nay là một con máy cưa Maruyama 30cc. Con này thì giá nó là 1.900.000 các bác nhá. Tình trạng đẹp vẫn là xuất sắc như sưu tầm luôn. Hai ốc lam vặn trực tiếp bằng khóa 10. Lam con này mặt cắt của nó nhỏ nhắn để cho các về cắt tỉa cành thôi ạ. Lam con này mặt cắt của nó là 30 phân các bác nhá. 30 phân mặt cắt. Về cắt gỗ con này thì cắt gỗ tầng kính khoảng tầm 20 phân đổ lại, nhỏ nhẹ để phục vụ cho các bác sử dụng gia đình, cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Đó, về cắt củi hoặc là về cầm đi làm rẫy đồ linh tinh. Dạ. Ôi, xin. Tôi vào cái quả bí để ăn.
Quả đi thối rồi, vứt rồi. Hả? Vứt rồi. Dạ. Dạ vâng, rồi cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy. Dạ vâng, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con máy cưa tay cụt, thương hiệu vẫn là Echo Curit các bác nhá. Đấy, sản xuất tại nhà máy Yamakup đó, Made in Japan. Tem mác hầu như là chuẩn chỉ con này thì tình trạng quá là đẹp luôn rồi. Tem mác hầu như là còn nguyên, hai ốc lam bản trực tiếp bằng khóa 10 này. Đó, giá lại 2 triệu đồng. Tay cụt về cho các bác sử dụng cắt tỉa cành, cầm đi cắt tỉa linh tinh ấy, cầm một tay leo thang hoặc leo trên cao. Lam con này mặt cắt là được 35 phân, được tăng giảm trực tiếp trên phần thân lam này. Xích là xài dùng chung với dòng sản phẩm xích cưa điện, còn đúng bơm xăng phụ đầy đủ cho các bác. Thắng xích thì vẫn là sử dụng ngon lành từ ATZ. Ký tự con này là V10 các bác nhá. V10, các bác muốn đặt hàng con này thì báo cho em là V10. Vâng, vừa rồi thì cả chúng em đã test nổ hết tổng cộng gồm 10 con. Giới thiệu chi tiết cho các bác luôn rồi, cắt gỗ đường kính khoảng tầm bao nhiêu bao nhiêu. Đó, các bác nào mà ưng ý phù hợp với công suất sử dụng của gia đình mình thì các bác nhớ nhấc máy ngay và liên hệ qua chúng em qua đường dây là số điện thoại 0354392929. Hoặc các bác nào có sử dụng Zalo ấy thì kết bạn qua Zalo cho cả chúng em. Sử dụng Zalo và vẫn là số điện thoại đấy luôn. Các bác chỉ cần lên Zalo, gõ cái số điện thoại là ra Zalo của cửa hàng chúng em các bác nhé. Và các bác đặt hàng ở trên Zalo cũng được, nhắn tin địa chỉ, tên, số điện thoại thì cửa hàng chúng em với lại là cái mã mà các bác muốn chốt con nào để cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng và gửi hàng đến tận nhà cho các bác. Kiểm tra hàng đúng máy, nhận hàng mới thanh toán, không cần cọc trước các bác nhé. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.